Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Bộ Tạc Jimmy. Ok, đừng quên cái quảng cáo cho mình khi video chạy đến giây thứ 10 nha các bạn. Sắp rồi đó, giây thứ 8 rồi, 9 rồi, rồi 10 quảng cáo xuất hiện là anh em phải kích nhiệt tình cho mình, cũng như là những quảng cáo ở đằng sau nữa cũng phải kích nhiệt tình cho mình nha. Clip này thì là clip cuối ngày, lại gặp chúng ta, mình là gặp được các bạn cho một clip cuối ngày chiều ngày hôm nay. Thì mình cũng không có gì cả, quên chưa? Thì cũng không có lời gì cả khi mà một ngày coi như là một ngày đã xong, tất cả clip của mình thì đã hoàn thành rồi. Cho nên cuối ngày thì buổi chiều mình cũng ra một cái clip gọi là clip cuối ngày. Có thể là một nội dung tiếp theo của mình, hoặc là mong chia sẻ bạn những cái gì đó mà liên quan tới Bộ Tạc Jimmy thôi. Rồi, thì lời đầu tiên mình cũng cho mình gửi lời chúc đến tất cả các bạn một buổi chiều cũng như là một buổi sau tí nữa, một buổi tối, chiều tối thật là vui vẻ tuyệt vời. Nói chung là tất cả mọi thứ đều tuyệt vời, ăn cơm thật là ngon miệng. Còn nếu bạn nào có đi chơi đâu thì đi chơi vui vẻ luôn. Nhưng mà khi xem clip của mình thì đừng qua ủng hộ mình bằng những cái clip quảng cáo. Clip đây là clip cuối ngày rồi anh em ơi, coi như là tổng hợp lại tất cả của một ngày. Bạn nào mà xem được thì hãy kích cho mình thật nhiều nè. Mỗi bạn 10 clip đi có phải là vì mình vui không? Mỗi bạn 10 clip là mình vui ơi là vui luôn. Một bạn 10 clip là 10 bạn là 100 clip chúng ta, rất là nhiều luôn. Nên là mình rất là vui. Nhưng mà thôi không chưa. Dạ thì mình sẽ đến với nội dung clip này. Mình thì đã có một cái status ở trên Facebook có nói là sẽ làm một clip trả lời về những câu hỏi đó bạn. Nhưng mà do mình thấy các bạn spam, có nhiều bạn spam quá, các bạn comment rất là nhiều luôn, suy ra mình làm suy ra mình bị hỗn loạn luôn rồi. Giờ mình xoay sẫm mặt mày, không có còn là tinh thần nữa. Với lại mình thấy câu hỏi cũng khá là ít nữa. Cho nên thôi thì ở clip này cũng là clip trả lời các câu hỏi. Cũng lâu rồi mình chưa làm lại cái series này. Cho nên những cái bạn nào mà có thắc mắc gì về Vua Hệ Tặc cũng như là những câu hỏi khác, các bạn có thể comment ở bên dưới hỏi mình, rồi mình sẽ cập nhật trong thời gian sớm mà mình hứa sẽ trả lời cho cái thời gian sớm nhất đó. Các bạn có thể hỏi hệ thống này cấp mấy mở, rồi anh ơi tướng này tướng nọ, rồi hệ thống này giống với tướng này hiệu ứng thế nào, rồi túi đồ những cái thứ nào dùng để làm gì đó, những cái này dùng để làm gì mà sao trong túi em lại có thẻ bài hải hồn, tất cả các thứ các bạn cứ mạnh dạn hỏi nha, rồi mình sẽ có clip trả lời cho các bạn chính xác là như vậy. Rồi clip này thì chỉ đơn giản thôi, dành cho những bạn muốn đặt câu hỏi đó, về trái ác quỷ cũng rất là nhiều thứ các bạn cần hỏi chứ. Cái này cần 3 cái dấu đỏ hả, mà lấy cái này cũng chả lấy làm gì. 4.000 vậy là 5.000 này, 5.000 này là tương đương với 40.000 này rồi. Với lại 30 cái dấu đỏ cũng không ít đâu. 5.000 ok. Clip này chỉ đơn giản thôi nha bạn, các bạn hãy comment nhiệt tình những cái câu hỏi mà các bạn muốn hỏi mình về Vua Hệ Tặc cũng như là có thể ngoài lề Vua Hệ Tặc đó, comment nhiệt tình vô để mình hứa sẽ trả lời. Rồi sử dụng này nấu ăn 30 lần đúng không, anh chơi luôn đó, các bạn nhớ comment nhiệt tình nha. Và clip này cũng là clip cuối ngày rồi, những cái clip cuối ngày thì mình luôn mong muốn các bạn ủng hộ cho mình, kết quảng cáo mình thật là nhiều. Sáng giờ thì clip của mình cũng rất là nhiều rồi, không biết có bạn nào kích clip kích quảng cáo cho mình nhiều hay chưa, nhưng mà clip này là cuối ngày rồi. Cho nên hãy tổng hợp lại tất cả của ngày. Rồi, clip này ủng hộ cho mình thật là nhiều nha. 500 vàng berry nữa bạn. Vậy là ngày mai là có 500 vàng nè. Tiêu 500 vàng chúng ta sẽ nhận được 300 vàng hay sao á. 500 vàng berry luôn, phê quá. Trời ơi, quá phê luôn bạn ơi. Đây là 7 triệu berry rồi. Ôi giời. Mình đang chờ sớm lên 10 triệu để mình làm clip tăng ngọc cho Jim Bell đây, mà không biết bao giờ mới lên nổi 10 triệu nữa. 3 triệu nữa. Rồi. Rồi clip này đơn giản đó thôi. Hãy comment những câu hỏi của các bạn về Vua Tặc, mình hứa sẽ cập nhật và trả lời trong thời gian sớm nhất. Ok, chỉ đơn giản thôi. Còn bây giờ thì làm gì bây giờ, vào Facebook thôi. Mình vào Facebook đi. Vào Facebook để mình duyệt mấy cái bài viết trong nhóm hội tụ của mình ha. Rồi mật khẩu sai. Mật khẩu của mình mà cũng sai nữa. Ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ ra trang chủ nha. Hiện tại mình có một lần mà kết bạn quỷ lê hả, trời ơi nghe tên thấy ghê vậy, quỷ hả. Rồi mình sẽ vào trang chủ, vào cái nhóm, không biết bạn nào còn chưa tham gia nhóm này không ta. Đây là nhóm hội tụ fan đam mê game One Piece, các bạn hãy tham gia nhiệt tình nha. Hiện tại mình vừa tạo cách đây cũng không biết bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà hiện tại cũng khoảng 400 thành viên rồi đó bạn, rất là phê luôn. Rồi những bài viết mình đăng thì mình sẽ ghim lên hàng đầu, các bạn cứ cập nhật đầy đủ xem. Link của nhóm thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha. Các bạn nhớ nhấp vào rồi tham gia nhóm chơi vui với cùng 501 anh em của mình.
Đây, hiện tại thì có 41 bài viết cần phê duyệt, cho nên mình sẽ phê duyệt một ít. Ai có thể giúp mình cày nhiệm vụ hàng ngày để lấy cái mảnh vòng nha, nó sẽ được anh em Vũ Tạc Jimmy giúp mình nha. Rồi, bạn nào giúp được bạn nhớ comment giúp bạn nè. Đố các bạn thấy gì chưa? Ai có số đẹp khoe nào? Thấy cái gì bạn? Để mình coi số đẹp là số gì? Đâu số đẹp đâu? A à, chà, lực chiến nào bạn ơi? 5 số 1, 6 số 1 luôn, 7 số 1 luôn. 1 2 3 4 5 6 7. Trời ơi. Rất là hiếm luôn nha các bạn. Thật sự muốn mình làm được những cái số này cũng hơi bị khó đấy. Rồi, nếu như vậy thì bạn chỉ cần chụp cái góc bên này đây nè. Bạn chụp góc một nhỏ bên đây rồi bạn ghép thôi là được rồi, chứ đâu cần phải chụp gì mà dài dữ vậy, người ta không có chú ý. Thậm chí là có cả một khoảng trắng bên đây nữa. Rồi ok, mình sẽ duyệt cho bạn luôn nha. Bạn Tường Minh này là một fan ruột của mình đấy. Số đẹp vãi. Cái này là hải hồ trong ảnh hồ. Duyệt luôn, nói chung những bài viết của các bạn thì đa số mình đều duyệt cả. Tem này thì chơi bet nào? Ô ngon vậy. Bạn có cái túi gì mà mở ra bet quá trời các bạn. Ngon thế nhờ. Rồi duyệt cho bạn luôn đi. À duyệt luôn nè. Hết nhiệm vụ nhân vật chính tới mấy con bên nó biến mất là sao? À con bên này nó biến mất hả? Quá, nhân vật chính. À, ấy là con bên này của bạn bị biến mất hả? Ảo diệu thế. Thôi thì mình sẽ duyệt cho các bạn luôn đi. Đằng nào thì cũng là anh em của mình cả, trong nhóm là vui chơi. Chat với nhau vui hết. Anh Nam không sao ạc cho em à. Thành Đạt Nguyễn. Giờ từ từ anh sau em ơi, anh mình sẽ giữ lại cái bài này nha. Ít bữa có gì mình sau cho bạn. Ai cho mình xin một nick đi. Rồi bài này mình sẽ xóa đi nha. Thôi thì mình sẽ duyệt cho bạn luôn cũng được. Không sao cả, sau luôn đi. Rồi bạn này có tới hai cái nè, cho nên mình sẽ xóa bớt một cái nha. Bạn Thành Đạt Nguyễn với hai cái. Các bác cho em hỏi tí là có bác nào chơi bên Vui Đặc Biệt mà hôm nay không vào được game giống em không ạ? À? Rồi cái này cũng lâu lắm rồi. Rồi mình xá nha. Lâu lắm rồi. Anh Nam ơi, làm Đại Kiếm Vương IBM cho anh mượn nick Đại Kiếm Vương hả? Nếu bạn nào thích game Đại Kiếm Vương cùng comment bên dưới luôn nha. Có gì mình sẽ làm tiếp bắt 2. Mình đã có bắt 1 Đại Kiếm Vương rồi. Tích lũy đợt 2 tháng 7 có dê 2 triệu bằng 500k. Ai mua thì BM nhé. Facebook chính có địa chỉ, anh em không sợ bị lừa nhé. Rồi bạn nào muốn mua coi ve thì mua nè. Bạn nào có nick level 80 cho mình mượn đi khu vui chơi cái. Ui giời, bạn không có nick đi khu vui chơi à. Rồi tiếp theo là bạn Phạm Thúy. Mọi người với anh Nam cho mình hỏi bí kíp Sura kiếm được ở đâu ngoài giảm giá hạn chế vậy? Bí kíp Asura đúng không? Rồi mình cũng trả lời bạn luôn nè. Giữ cho bạn cái bí kíp Asura nếu bạn xem được clip này nè. Thứ nhất là trong hoạt động đây các bạn, bạn vào hoạt động khu vui chơi nha. Khu vui chơi nha. Rồi vào trang đầu tiên có bí kíp Asura ở cái thứ ba đấy. Cái con tướng đầu tiên là Lafite, con tướng thứ hai là Van Auge và tướng thứ ba là bí kíp Asura đấy. Rồi đó là bí kíp Asura đấy, dùng để mở tinh bàn Asura ở đây đó. Ok rồi mình sẽ rep tiếp rau trắng Haki ha, mắt đẹp. Diệt luôn cho bạn. Ai biết kiếm tinh linh Berry Berry ở đâu không? Chị mình với Berry Berry hả? Ồ, test con này đi mem. Tướng này mới nè bạn, mình đang chuẩn bị test cái con này đây. Rồi, đây là ai kiếm tinh linh Berry Berry ở đâu hả? Berry Berry hả? Mình chạy ra luôn. Tăng này đã. Berry Berry thì các bạn chỉ có một cách để kiếm thôi, đó là bạn quay. Trong những hoạt động quay, ví dụ như tầm bạo nè. Hoạt động tầm bạo, hoạt động vòng quay quay thưởng, tầm bạo, quay thưởng, đó. Còn trong vòng quay may mắn cũng không có, có hai hoạt động thôi là tầm bạo và quay thưởng. Mình thì mình có một con berry đây cho nên mình biết, cho nên mình biết cách để nhận được berry berry. Đó là các bạn quay thôi, mình có một con đây nên chắc chắn là mình biết là điều tất nhiên rồi, đúng không? Là hai, ok. Tiếp theo nha, cái gì đây? Anh làm clip về Bissa Ha kiếm đi hả? Rồi, này thì berry berry nếu bạn, thì mình sẽ chỉ bạn rồi đó, coi như mình duyệt cho bạn luôn đi. Wow, này đẹp nè bạn, hình đẹp, đăng lên. Mở 3 túi 7 sao và sao ạc giùm em nha anh bạn Nam. Tân Binh Huynh hả? Này mình đã sau chưa ta? Mình đã mở chưa ta? 10 tháng 7, ngày 10 tháng 7 thì rất là lâu rồi. Bây giờ là ngày 20, ngày 19, 20 luôn rồi. Ồ, cách đây 10 ngày chắc là mình cũng sau rồi. Trời ơi là trời, rồi diệt cái bài đơn này cho bạn luôn nè. Bài cô độc. Rồi ok. Rồi diệt một số cái thôi nha. Mong là các bạn sẽ tiếp tục đăng số tốt nhiệt tình rồi mình sẽ diệt cho nha. Rồi ok. Rồi chỉ đơn giản thôi, clip này đơn giản thôi. Rồi cũng là clip cuối ngày rồi, cho nên anh em hãy ủng hộ cho mình nhiệt tình nha. Hãy kích quảng cáo cho mình thật là nhiệt tình ở clip này, mình mong là như vậy.
Sáng giờ thì không biết các bạn có kích cho mình nhiều chưa chứ. Thôi thì clip này là clip cuối ngày rồi, mong là các bạn hãy kích cho mình nhiệt tình nha. Rồi, còn các bạn chưa biết nữa, mình lại hướng dẫn thêm một lần nữa các bạn cách để các bạn kích quảng cáo cho mình nè. Các bạn đợi xíu cho nó lát cái YouTube đã. Đây, bây giờ mình sẽ ví dụ nha. Các bạn đầu tiên các bạn có thể xem một video nào đó của mình tìm. Bây giờ các bạn tìm kiếm trên YouTube Vua Tặc Jimmy. Rồi sau đó sẽ ra cái kênh Vua Tặc Jimmy của các bạn của mình đúng không? Các bạn thấy ví dụ các bạn xem một cái clip đi, một cái clip bất kỳ cũng được, clip nào cũng được cả. Đây ví dụ clip này. Đó. Hiện tại các bạn đang thấy có hai loại quảng cáo đã xuất hiện rồi, đó là quảng cáo xuất hiện trên video và quảng cáo góc bên phải video. Ở góc bên phải video cũng là rất là quan trọng nha các bạn. Ở cái góc bên phải video là quảng cáo là rất là quan trọng đấy. Đó, góc bên phải hiện tại có một cô gái đang uống éo rồi đó, thay đồ gợi tình vậy đó. Các bạn hãy kích chuột trái vào. Đó, nó sẽ ra cái trang này rồi bạn tắt đi. Giờ nó hiện ra cái trang này rồi bạn tắt đi. Rồi nếu bạn muốn kích tiếp thì các bạn có thể kích tiếp vào rồi bạn tắt đi. Rồi còn quảng cáo tương tự, quảng cáo ở trong video thì đang hiện tại là quảng cáo pre-kích đó. Các bạn có thể thấy phiên bản mới kỷ nguyên hủy diệt. Rồi, các bạn cùng kích vào. Các bạn tắt đi. Rồi các bạn xem tiếp video. Xem với những cái chấm vàng thì quảng cáo tiếp theo sẽ xuất hiện. Đó, hiện tại thì quảng cáo mới đã xuất hiện rồi. Bây giờ là quảng cáo MacBook 99% giảm ngay 1 triệu. Cái này chắc là máy tính hay gì đây, phải không? À, máy gì á? Đây, nó quảng cáo máy tính nè, các bạn có thể vào xem. Đây, bạn kích vào, nó hiện lên rồi bạn tắt đi. Kích vào, sau đó nó chờ các bạn, nó chờ hiện lên dài rồi bạn tắt đi. Rồi, tương tự quảng cáo bên góc phải video cũng vậy. Phong Lưu Tam Quốc, đó, các bạn cùng kích vào rồi tắt đi. Rồi, những quảng cáo như tương tự vậy thôi. Các bạn cứ xem dần dần rồi kích ủng hộ mình nha. Còn nếu bạn nào mà không thấy quảng cáo thì thật sự rất là khó khăn cho mình luôn đây. Các bạn vào trình duyệt cốc cốc rồi đăng nhập vào xem clip của mình, bạn giờ clip nào thấy thì kích cho mình thôi. Còn nếu các bạn không thấy thì mình cũng không biết làm cách nào luôn. Các bạn cần thứ nhất là đăng nhập vô nha, các bạn cần đăng nhập vô ở đây, đây. Đây, các bạn cần đăng nhập mà có cái biểu tượng nick của các bạn ở đây mà được mới đúng nè. Và cái đặc biệt là các bạn cần đăng nhập vào cốc cốc, trình duyệt cốc cốc. Nếu mà bạn trình duyệt cốc cốc không thấy các bạn thì vào Google Chrome, nhưng mà mình thấy cốc cốc thì nó sẽ hiển thị nhiều hơn á. Rồi, đó là những cái mình chỉ các bạn cách ủng hộ mình, kích vào những cái quảng cáo ủng hộ cho mình nha. Rồi, chỉ đơn giản thôi, clip hôm nay cuối ngày rồi. Chúc các bạn một buổi chiều tối thật là tuyệt vời. Ăn cơm ngon miệng cũng như là chuẩn bị hết ngày rồi, sang ngày mai. Ngày mới thì lại tiếp tục ủng hộ cho mình nha. Vẫn kích quảng cáo như bình thường nha. Và tất nhiên là các bạn nhớ để lại comment những cái câu hỏi mà bạn muốn hỏi mình sẽ trả lời nha. Còn bây giờ thì thôi, chào tạm biệt tất cả đây. Mình cũng chuẩn bị đi ăn cơm đi, đói quá rồi các bạn ơi. Có ai đói giống mình nào? Đói không Tâu? Tại sao mày không đói? Ăn nhiều quá mà. Bạn mình nó ăn, nó không chia sẻ mình ăn nha các bạn ơi. Cho nên anh em hãy ủng hộ cho mình. Nãy mày kêu mày ăn mì hả? Mì với cơm. Trời, ăn mì với cơm luôn kìa các bạn. Cho nên các bạn hãy kích quảng cáo cho mình, ủng hộ cho mình một tô mì ăn đi. Trời ơi, 10 quảng cáo ra được một gói mì các bạn ơi, cực quá. Không biết bao giờ mới được 100 click để được 10 gói mì nữa. Trời ơi, không biết 10 cái được một gói không nữa chứ. Trời ơi, cho nên hãy kích nhiệt tình vào nha các bạn. Kích nhiệt tình vào. Và bây giờ thì tạm biệt nha. Rồi, ok, bye bye.